Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những ý kiến trái chiều về việc lấy tên cha của cựu bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt tên cho đường ở Thủ Thiêm. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 4 năm 2021 vừa tổ chức buổi lễ đặt tên 20 tuyến đường ở khu đô thị Thủ Thiêm. Trong 20 danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên trong đợt này có giáo sư Nguyễn Thiện Thành, là thân phụ của cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Phát biểu tại lễ công bố đặt tên đường, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết đây là tâm nguyện, tấm lòng của người dân nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu. Về công trạng của giáo sư Nguyễn Thiện Thành đối với chính quyền Việt Nam hiện nay, chúng tôi không bàn đến trong bài này và đánh giá con trai ông là cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có hoàn thành nhiệm vụ hay cũng không được bàn đến. Tuy nhiên, nói đến việc lấy tên cha của ông là ông Nguyễn Thiện Nhân để đặt tên đường ở Thủ Thiêm, nơi có hàng trăm dân oan mất đất chưa được giải quyết, nơi ông Nguyễn Thiện Nhân khi còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từng hứa với người dân ở đây sẽ giải quyết dứt điểm khiếu kiện của bà con trong năm 2019. Nhưng đến giờ ông Nhân đã nghỉ hưu và đã thất hứa thì liệu có là tâm nguyện của người dân hay không? Câu hỏi này luôn bỏ ngỏ cho chính quyền Việt Nam. Đây là hình ảnh vợ chồng giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động đại tá Nguyễn Thiện Thành, cha đẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân. Ông Cao Thăng Ca, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm khi trả lời đài phát thanh RFA hôm 26 tháng 4 cho biết ý kiến của mình như sau. Cái này do người ta áp đặt và chính sự áp đặt này lại gây tác dụng ngược lại. Đáng lẽ tên Nguyễn Thiện Thành thì người ta tôn kính, yêu mến, nhưng qua những việc làm của Nguyễn Thiện Nhân thì tên Nguyễn Thiện Thành lại gây ác cảm cho người dân Thủ Thiêm. Cái này hoàn toàn đã gây tác dụng ngược lại, điều mà họ không ngờ tới. Ông Cao Thăng Ca cho biết thêm về tình hình khiếu kiện của người dân mất đất ở Thủ Thiêm hiện nay như sau. Về tình hình Thủ Thiêm, tôi vẫn thường thưa với thanh tra chính phủ rằng chừng nào vẫn còn ông Nguyễn Thành Phong là tàn dư của nhóm lợi ích thì không giải quyết được Thủ Thiêm. Chừng nào còn ông Đặng Công Uẩn là phó tổng thanh tra chính phủ bao che cho thành phố Hồ Chí Minh thì dự án Thủ Thiêm không thể giải quyết. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo ông Đặng Công Uẩn phải đối thoại với dân, nhưng họ vẫn làm ngờ. Từ khoảng năm 2012, chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiến hành giải tỏa khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu ở Thủ Thiêm để tiến hành xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng tới 730 ha bên bờ sông Sài Gòn. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, dự án vẫn gặp khó khăn tại một số nơi khi mà hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm nhiều năm qua đã đi khiếu kiện đến tận Trung ương, yêu cầu giá đền bù phải hợp lý, phản đối việc giải tỏa sai quy định của giới chức thành phố này. Trở lại với việc lấy tên thân phụ của cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đặt tên cho đường phố ở Thủ Thiêm, mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng là một dân oan ở Thủ Thiêm khi trả lời đài FA hôm 26 tháng 4 đã nhận xét như sau. Theo cá nhân tôi, nên đặt tên của một vị danh nhân nào vào đất đai của đất nước 4.000 năm văn hiến, chứ không phải đưa một nhân vật nào đó để đặt tên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân thứ hai từ phải qua tại lễ đặt tên đường cho cha mình. Đừng có nói do nhân dân, nói đảng, chi bộ đảng, chứ nói dân mà mình đâu có tham dự được. Có biết bao nhiêu danh nhân văn hóa của đất nước hay những người vì dân, vì nước, không phân biệt ý thức hệ chính trị thì thiếu gì những người để đặt tên cơ chứ? Không phải riêng gì ông Nguyễn Thiện Thành, chỉ là một bác sĩ bình thường của nhà nước Cộng sản. Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, sinh năm 1919, mất năm 2013, nguyên là đại tá sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên là phó chủ nhiệm quân y Cục Hậu cần Quân Giải phóng miền Nam, giáo sư Trường Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Qua trao đổi với đài FA vào tối ngày 26 tháng 4, Phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Hoàng Dũng thuộc Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng về phương diện chính trị thì người ta mong rằng khi đặt tên đường là một dịp tưởng nhớ của những người còn sống với người đã mất, những người đã ghi công, những người đã hy sinh cho đất nước. Theo hướng đó, có những cái tên đổi lại đã được hưởng ứng của nhiều người dân, mặc dù đổi tên đường cũng gây một số bất tiện cho người dân. Vì liên quan đến chuyện giấy tờ rất rắc rối cho nhân dân, nhưng nếu tên xứng đáng thì nhiều người dân cũng ủng hộ. Riêng chuyện ông Nguyễn Thiện Thành
thì tôi cho rằng lý do trách móc do con ông chưa làm tròn nhiệm vụ là lý do không đúng. Quan trọng, ông Nguyễn Thiện Thành là ông nào ra làm sao, có đáng đặt tên đường hay không mà thôi. Cái đó mới đáng nói. Trước đó vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí nhà nước biết sẽ sửa tên đường vì có 38 tuyến đường tại thành phố này được đặt tên không chính xác vì nhiều nguyên nhân như nhầm lẫn, người làm bảng tên phát âm sai hoặc sợ phạm húy, vân vân. Đây là hình ảnh chụp năm 1966, một góc đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vua Gia Long là người có công rất lớn trong lịch sử Việt Nam nhưng không được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận. Trả lời đài FA khi đó, Phó giáo sư Lê Trung Hoa, Ủy viên thường trực Hội đồng đặt tên đường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần thứ 3 thành phố đổi tên đường hàng loạt. Theo ông Hoa, tên đường không đúng cần phải sửa lại để thể hiện sự tôn trọng với nhân vật được đặt tên với lịch sử. Theo Phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Hoàng Dũng, việc đổi tên đường là không dễ, chưa nói những lý do văn hóa, lịch sử, chính trị. Riêng chỉ những lý do thuần túy khoa học cũng đã rắc rối, cần có một hội đồng cân nhắc nhiều mặt, ông nói tiếp như sau. Hiện nay, riêng ở Sài Gòn, những danh nhân ai cũng thừa nhận mà đặt tên đường có mặt khắp nơi, đủ thấy không có một cái nhìn tổng thể gì cả. Chẳng hạn như tên Phan Văn Trị không ai phản đối gì cả, nhưng xuất hiện trong khá nhiều quận, đường Hoàng Hoa Thám cũng vậy. Cho nên ở Sài Gòn mà nói tên đường thì phải nói thêm là quận nào, nếu không nó có thể ứng với những con đường rất khác nhau, rất xa nhau. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần, từng là ủy viên hội đồng đặt tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, cũng khi trả lời đài FA vào tháng 9 năm 2020 thì cho rằng trước năm 1975 thì Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định là ba đơn vị hành chính khác biệt, mỗi đơn vị có quyền đặt tên đường phố theo cách của mình. Vì vậy, việc đặt tên đường trùng nhau như vậy không sai, bởi một đơn vị hành chính độc lập có quyền đặt theo cách của họ. Chính vì vậy, sau này thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tên đường trùng với nhau, nhưng giáo sư Thuần cũng cho rằng chính quyền bây giờ nên giảm những tên đường trùng nhau như vậy. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng cũng nhận định thêm như sau. Nói chung, đặt tên đường như vậy, thay đổi như vậy, mặc dù có những trường hợp nhỏ có thể bằng lòng hay không, nhưng hướng chung là ổn. Có điều tôi mong muốn, do lý do chính trị, cách nhìn đánh giá lịch sử thì cũng đã có những người kêu oan cái tên. Trong khi đó, cái tên đáng ghi lại là cho con cháu, chẳng hạn như đường Hiền Vương mất. Đây là hình ảnh, bên trái là đường Hiền Vương, nay là đường Võ Thị Sáu, thành phố Hồ Chí Minh, ảnh chụp ở Sài Gòn trước năm 1975. Có những tên đường rất kỳ cục như đường Duy Tân bị thay thế bằng Phạm Ngọc Thạch. Ông Phạm Ngọc Thạch đặt tên tôi không phản đối, nhưng ông Duy Tân mất là kỳ cục, đánh giá như thế này mà mất tên như thế. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, để giải quyết những vấn đề như ông vừa nêu, cần một cuộc điều tra nghiên cứu, cần có cả một hội đồng cân nhắc nhiều mặt. Ông Dũng cũng cho rằng cần làm sao huy động được nhiều trí thức tham gia vào việc này thì may ra mới có kết quả tốt hơn là sự áp đặt của một số quan chức hành chính của nhà nước Cộng sản. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh cũng cam kết trả nợ dân trong các vấn đề liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên vào hôm 13 tháng 4 cũng đưa ra cam kết rằng thành phố sẽ dồn sức giải quyết những dự án lớn có vấn đề bao gồm khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án chống ngập do chiều cường và biến đổi khí hậu trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng đang bị bỏ dở. Ông cho rằng đó là lối ra và cơ hội để thành phố trả nợ nhân dân trong việc xử lý các tồn đọng lâu nay. Trao đổi với đài FA tối cùng ngày, ông Cao Thăng Ca, một người dân sống tại Thủ Thiêm và là đại diện của 71 hộ dân khiếu kiện tại đây, nhận xét về phát biểu của tân bí thư Nguyễn Văn Nên như sau. Nói chung bây giờ ai nói gì thì nói, chỉ biết nghe theo thôi, khi nào mình thực hiện thì mới biết được họ nói thật hay là chỉ tuyên truyền. Thành ra chúng tôi không mừng gì khi nghe tin này, chỉ có chút hy vọng mong manh là ông Nên sẽ làm nên chuyện, vì sai phạm ở Thủ Thiêm là sai phạm liên ngành, sai phạm không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn của chính phủ, thanh tra chính phủ và của Trung ương. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, thủ phạm chính gây ra bao đau khổ cho hàng ngàn dân Thủ Thiêm đến nay vẫn vô sự. Việc giải quyết khiếu nại Thủ Thiêm hết sức phức tạp vì nó ăn chia với nhau từ rất lâu rồi. Cứ tưởng tượng để cho dân 1 triệu lấy 1 mét vuông đất, bây giờ bán tới 500-600 triệu được 1 mét vuông đất. Tiền chênh lệch đi đâu
trôi vào tay ai thì bây giờ lấy lại rất khó. Ông Nguyễn Đình Đệ cũng là một dân oan Thủ Thiêm, bày tỏ rằng nếu ông Bí Thư nói sẽ dồn hết sức để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm thì hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết. Và ông Đệ cho hay như sau. Theo tôi nghĩ đó là một hy vọng nhỏ, chứ thực sự nếu ông nên muốn làm điều đó thì ông nên phải thay đổi toàn bộ bộ máy. Thứ hai nữa là phải giải quyết vấn đề Thủ Thiêm thì chính ông nên là Bí Thư và chỉ đạo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là Nguyễn Thành Phong phải hủy quyết định 1997 của Lê Thanh Hải, ký vì quyết định 1997 cực kỳ sai phạm, gây ra bao nhiêu oan ức cho dân Thủ Thiêm. Có thể nói là nó vô pháp, coi luật pháp không ra gì. Sau nhiều năm trời khiếu kiện, ông Cao Thăng Ca bày tỏ băn khoăn, nói đồng thuận trong vụ việc này người dân phải đồng thuận cái gì, chẳng lẽ lại đồng thuận với cái sai hay sao? Bây giờ chúng tôi chỉ mong rằng nhà nước chỉ làm đúng theo luật pháp, chủ trương của nhà nước. Mấy ông có luật pháp, mấy ông không làm đúng thì ông kêu gọi người dân đồng thuận cái gì? Chúng tôi không thể đồng thuận được, chúng tôi không thể chia sẻ tài sản của chúng tôi cho những người quan tham nhũng được. Chúng tôi không thể chia sẻ với nhà đầu tư dự án lời mấy trăm triệu một mét vuông. Những chuyện đó chúng tôi không thể đồng thuận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021 với bản tin những ý kiến trái chiều về việc lấy tên cha của cựu Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân đặt tên cho đường phố ở Thủ Thiêm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.